Sáng nay, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức ký kết hợp tác đầu tư và phát triển dự án Trung tâm Thương mại và Căn hộ cao cấp tại Thuận An, Bình Dương, được kỳ vọng sẽ là biểu tượng mới của thành phố này. Tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13 với khoảng 15 phút di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, với quỹ đất sạch được Phát Đạt lựa chọn với tiêu chí khắt khe, không gian sống cao cấp và nâng tầm diện mạo đô thị. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cái dự án chất lượng cao, lập một cái chuẩn sống mới tại cái thị trường đầy tiềm năng ở Bình Dương. Tập đoàn Danh Khôi tiếp tục là đối tác được Phát Đạt lựa chọn bởi năng lực tài chính mạnh từ các quỹ đầu tư Nhật Bản cùng bề dày kinh nghiệm phát triển nhiều dự án quy mô. Hôm nay là chúng tôi quyết định cam kết đầu tư lâu dài để đóng góp cho sự phát triển năng động và hiện đại của thành phố Thuận An. Trong buổi lễ cũng diễn ra nghi thức ký kết với các đơn vị đồng hành trong quá trình tiếp thị, truyền thông, thi công, giám sát xây dựng, cung cấp giải pháp và trang thiết bị nội thất cũng như phân phối sản phẩm.